Giỏi ra ngoài các bác đây. Em mấy tuổi rồi? Em gái này em mấy tuổi rồi? À em không không nói được tiếng phổ thông à? Em này mấy tuổi? 9 tuổi. Ô, em không đi học à? À. Thế em mấy tuổi rồi? 10 tuổi. Hai anh em ruột à? Thế đang đi cắt cỏ về cho bò đúng không? Nhà có gần đây không? À, đâu cho chú hộ nào. Ôi giời ơi. Thế bây giờ cắt đây tí mẹ bố mẹ đến chở là hay tự điệu về? Tự gùi về. Anh chị à? Bây giờ tí mẹ đến đón, bố mẹ đến đón hay là tự gùi về nhà? Tự đi à? Đâu để chú hộ lên cho. Đây đây chú hộ cho. Nào. Đâu vai đâu. Nhấc lên. Như nào? À. Đây đây. Đây đây em ấy đi. Em cho vào tay vào chú hộ lên. Được chưa? 1 2 Đứng lên đi chú bê lên rồi. Ôi giời. Khổ quá. Em đây. Đi bộ có xa không? Đi bộ về nhà xa không? Không á. Nhà ở trên đồi hay nhà ở dưới này? Úi ôi, nhà tận trên núi này bảo không xa. Nên đi chú cầm con dao hộ cho. Giỏi ông này, các bác nhìn em nó buộc này, cháu nó buộc này. Buộc như người lớn luôn này. Mẹ dạy buộc à? Ai, xem nào. Lần sau phải để gọn vào nha, không không ấy đấy, không 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 ở xe đấy. Nhà nuôi nhiều bò không? Mấy con? Đó. Một con á? À? À hai con à? Đâu để chú hộ lên vai nào, cẩn thận ô tô này. Khổ không, nó vang này, mình lại không còn nghỉ. Có xe máy được không để chú đưa về cho? Đường nhà xe máy đi được không? Không không vào được á? Đi, phải đi bộ à? Được chưa? Đứng lên đi, đây chú đỡ cho. Cứ đứng lên đi, cứ đứng lên đi là đi được. Đứng đứng lên lên lên, đúng rồi. Đúng rồi. Này con dao này. Lần sau nhẹ thôi nhá, đừng bê nặng này nhá. Khổ không các bác này. Sống cao đang ở Mã Pì Lèng đấy. Đi liêu siêu liệu vẹo. Có hỏi cháu nó là có gần đây không để mình đưa xe máy về, nhưng cháu nó ở nhà không không đi được xe máy này. Nặng đi vẹo hết cả người. Khổ thân. Cuộc sống ở con vùng cao rất nhiều khó khăn này.
Đây là sông Nho Quế đấy. Dưới đây là sông Nho Quế, còn chú mình đang cua ấy vừa xong là đèo Mã Pì Lèng các bác này. Hà Giang được thiên nhiên ban tặng rất nhiều cảnh đẹp, nhưng bên cạnh đó rất nhiều khó khăn nha các bác nhé. Thiếu nước, thiếu lương thực này. Anh mới cho anh à? Bây giờ là anh đi.